Lúc sau này, Nghi có biểu hiện rất lạ. Nàng thích chưng diện và đi ra ngoài nhiều hơn trước. Ngày sáng nay, nhìn vợ mặc chiếc váy có cái cổ hở quá rộng, truyền nhăn mặt. Em mua cái váy này lúc nào thế? Lâu rồi, nhưng không có dịp mặc. Cảm thấy bực bội nên anh hỏi tới. Thế hôm nay là dịp gì? À, cơ quan tổ chức sinh nhật sếp nên em diện xíu mà. Nhưng khoét cái cổ rộng đến lòi cả ngực ra thế này, muốn cho ai xem hả? Anh kỳ quá đi, cứ ghen bậy hoài. Truyền gắt gỏng. Đàn bà có chồng mà cứ phô hết cả ra, ai mà chịu được. Nghi biết chồng khó chịu nên vội vàng ôm lấy cổ anh xoa dịu. Đừng có nói bậy nghe, ai ngó kệ họ. Miễn tất cả con người em luôn là của anh thì thôi chứ. Chắc vậy không? Chắc mà, em hứa. Vừa nói, Nghi vừa chúm môi hôn lên má chồng đánh chụp một cái, nên Truyền cũng nguôi nguôi. Từ ngày chính thức được nhận vào hành nghề luật sư tại một công ty tư vấn pháp lý đến nay đã 3 năm rồi. Càng ngày Nghi càng bận rộn nhiều hơn và cũng thường xuyên vắng nhà. Bù lại, nàng đã kiếm ra được tiền và còn biết rằng thu nhập của mình không hề thua kém chồng, có khi còn tăng nhiều hơn nữa. Điều quan trọng nhất, Truyền không còn phải trợ cấp cho vợ mọi chi phí như xưa. Anh đã giảm bớt một phần áp lực. Nhưng bao năm qua, chưa khi nào anh xem đó là gánh nặng. Truyền biết vợ tâm huyết theo đuổi phát triển sự nghiệp trong ngành luật, nên anh hết lòng hỗ trợ cho vợ sớm đạt được mục đích. Từ hồi lấy nhau tới giờ, giữ đúng lời hứa, anh tự nguyện đứng sau, toàn tâm, toàn ý nuôi vợ ăn học mà chưa một lần oán thán. Cũng may, cái công ty nhỏ của Truyền vẫn khá ổn định trong cơn bão suy thoái của nền kinh tế. Là một kỹ sư chuyên về kỹ thuật bảo dưỡng nên chưa bao giờ thiếu việc để làm. Cho đến giờ này, dù thời cuộc có ảnh hưởng đôi chút, nhưng thu nhập do công việc mang lại vẫn khá ổn. Không giàu, nhưng chưa hề thiếu thốn. Truyền là một mẫu đàn ông nghiêm túc mà mọi đàn bà ao ước. Nhưng đó là nói đàn bà số đông. Còn với mẫu phụ nữ cá tính như Nghi, thì hình như vẫn còn có gì đó chưa đủ. Cũng may, tính cách Truyền hiền lành, chăm chỉ, không biết ăn chơi, nên anh chỉ lo công việc và gia đình. Nội cái việc quản trị công ty thì anh đã đủ đầu tắt mặt tối, không có thời gian nghĩ ngợi chuyện gì khác. Ngày xưa, lúc mới yêu, trong những khi bên nhau tâm tình thủ thỉ, có lần Truyền hỏi: Cưng à, mơ ước tương lai của em là gì? Em sẽ trở thành luật sư nổi tiếng, anh tin không? Anh tin, mà mong em thực hiện được. Nghĩ vậy thôi chứ khó lắm anh à. Tại sao? Vì nhà em nghèo, sợ không đủ điều kiện theo đuổi việc học lâu dài. Đừng lo, anh sẽ nuôi em cho đến khi nào hết muốn học nữa thì thôi. Xạo, ai bắt anh phải làm vậy? Anh tự bắt, rồi em coi. Nhưng mà vì cái gì chứ? Vì anh yêu em. Cưng thấy bà nội hả? Nhìn ánh mắt cả quyết của Truyền, Nghi biết anh nói thật, ít ra là trong giây phút đó. Nhưng không, Truyền đã giữ lời. Sau khi lấy nhau, anh một mình lăn xả vào cuộc sống để vợ chuyên tâm lo việc học. Hai đứa quen nhau từ thời trung học. Ngay khi gặp gỡ lần đầu, Truyền đã có cảm giác sau này
Nghi phải là vợ của mình. Dù lúc đó hai đứa còn ở tuổi vị thành niên, Truyền 17, còn Nghi chỉ mới 15. Truyền là con trai độc nhất, lại mồ côi cha, trong khi Nghi là con gái út dưới 4 anh chị. Cả hai gia đình đều nghèo, nhưng vì nhà Truyền ít người và mẹ cậu giỏi buôn bán tháo vát nên cuộc sống cũng đỡ phần nào khó khăn. Trong lần đầu tiên rủ Nghi về nhà chơi, cậu bé nói với mẹ: "Mẹ thương bé Nghi nhé, mai mốt còn cưới nó đó." Mẹ Truyền tròn mắt nhìn con, mắng yêu: "Mới bị lớn, không lo học, vợ con cái gì?" "Học thì học chứ, nhưng lớn lên con sẽ lấy nó, mẹ không được cản." "Ừ thì cưới, mẹ có cản đâu." "Nhưng mẹ ơi." "Gì hả con?" "Nhà nhỏ Nghi nghèo quá hả, con muốn gửi gạo nuôi nó." Bà nhìn con trai rồi cười phá lên: "Trời ơi, con trai của tôi." Giữ lời hứa với con, mẹ Truyền tìm đến kết thân với bà má Nghi. Hai nhà thân với nhau và hai đứa gần như đính ước kể từ đó. Phải nói lúc ấy nhìn Nghi rất dễ thương. Hai con mắt đen mung lúc nào cũng tròn xoe, trông rất ngây thơ, ngộ nghĩnh. Mẹ Truyền có lần tấm tắc khen cô gái ngay trước mặt Truyền, làm cả hai đỏ mặt xấu hổ. "Con gái đáng yêu thế này, hèn gì con trai tôi chả điêu đứng chứ nhỉ?" Dù chỉ lớn hơn bạn gái có 2 tuổi, nhưng Truyền rắn rỏi và cao lớn nên nhìn trưởng thành hơn hẳn. Cậu luôn tỏ ra cương nghị, quyết đoán trong mọi việc. Rõ ràng khi ở bên Truyền, lúc nào Nghi cũng cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối. Dù đang tuổi ăn tuổi lớn, tình yêu, tình bạn lẫn lộn, nhưng hai cô cậu vẫn cố giữ được sự trong trắng cho đến tận ngày đám cưới. Thật ra chuyện này cũng lại là một câu chuyện khác người, không giống ai hết. Dĩ nhiên Truyền vào đại học trước, 2 năm sau mới tới phiên Nghi. Nhưng hai trường ở 2 nơi khác nhau, chuyện hẹn hò đi lại, đưa đón cũng khiến cả hai sức bất sang bang, mệt nhoài. Cuối cùng hai đứa quyết định về chung một nhà trọ để khỏi cách xa và tiết giảm chi phí cho vẹn cả đôi đường. Nào giờ Nghi quen phó mặc cho Truyền định đoạt mọi thứ, nên đêm đầu tiên ngủ chung dù rất thích, nhưng cô không khỏi hồi hộp nên hỏi người yêu: "Ngủ chung như vậy anh có làm gì em không?" "Dĩ nhiên là có rồi." "Làm gì?" "Làm vậy nè." Anh ôm nàng vào lòng, hôn trất. Một nụ hôn đắm đuối rất lâu. Cuối cùng, như sực tỉnh, Truyền buông Nghi ra và nói nhỏ: "Thế này không được rồi." Nghi dương đôi mắt ngây thơ nhìn anh, thắc mắc: "Sao vậy anh? Em đang thích mà." "Anh cũng thích, nhưng nguy hiểm quá hả?" "Dạ, bây giờ tính sao? Không lẽ tụi mình mua thêm cái giường nữa, ngủ riêng hả anh?" "Để anh suy nghĩ, rồi cho em biết sau. Còn bây giờ thì ngủ đi, cấm hung hít gì hết." Và Truyền đã giữ lời hứa không vượt quá giới hạn. Điều đó khiến Nghi vừa yêu vừa kính trọng người tình. Từ khi quen rồi yêu nhau đến giờ, như lẽ thường, Truyền yêu Nghi như một chàng trai yêu một cô gái. Nhưng từ nhỏ quen sống một mình với mẹ, nên trong thâm tâm lòng anh khao khát thứ tình cảm anh em ruột thịt thấm thiết. Do đó tình cảm của anh pha trộn đủ mọi sắc thái, đan xen giữa sự tinh khôi trong sáng với nỗi ham muốn thường tình,
Phải nói, có đôi lúc Truyền không hiểu sao mình yêu Nghi dữ vậy. Nói cho đúng hơn, anh yêu nàng như yêu chính sinh mạng của mình. Một sự cuồng yêu mãnh liệt, pha lẫn cảm giác tôn sùng và cả sự hoang dã nếu cần. Nhưng trên tất cả, Truyền xem trọng lời hứa của mình, lời hứa của một người đàn ông. Anh luôn nghĩ rằng lời hứa thể hiện danh dự và sự tôn nghiêm, nên lời nói ra nặng tựa ngàn cân, không bao giờ sai lệch. Nhất là với Nghi, tình yêu của anh là thứ tình yêu chung thủy, trọn kiếp. Điều đó khiến mẹ Truyền lo lắng. Dĩ nhiên, bà nhìn thấy tất cả. Con trai mình yêu con nhà người ta bằng một thứ tình yêu kính cẩn, sùng bái và mê muội. Bà lo ngại vì dư biết sự si tình nào cũng đều mang lại hệ lụy xấu. Mà ngay cả Truyền cũng tự nhận xét mình đúng là vậy. Thế nhưng, anh không hề cho đó là yếu điểm của bản thân và cảm thấy băn khoăn nhiều. Dù cũng có những lần giận nhau vì sự vô tâm của Nghi khiến anh buồn lòng và thấy có chút đau đớn, nhưng anh chỉ nói thầm: đó là do mình yêu em ấy quá, tại mình cả thôi. Trong tình yêu, nhất là ở giai đoạn đầu, nam nữ hút nhau mạnh như nam châm hút sắt. Nhưng với Truyền, Nghi là hiện thân cho cái đẹp, sự hoàn hảo và những gì cao quý vĩnh viễn. Anh trân trọng từng món đồ nhỏ nhặt mà nàng mang tới căn phòng trọ nghèo nàn, từ chiếc cặp tóc, cái lược và cả những sợi tóc rối vương trên gối. Cái gì của Nghi mang hơi hướng của nàng, anh không bao giờ vứt bừa bãi và luôn cất giữ như một báu vật. Truyền yêu Nghi bằng tất cả trái tim, và anh hiểu rõ mình đang lụy vì tình và tự nguyện đặt mình vào vị trí thấp hơn, yếu kém hơn nàng. Giống như nàng là người ban cho, còn anh kính cẩn nhận lấy. Ngay khi vừa ra trường, Truyền tức tốc lao vào làm ăn. Thật ra, trong những năm đại học, anh đã biết kiếm tiền. Hầu như toàn bộ học phí của Nghi là do Truyền vất vả làm thêm để trang trải. Nghi học ngành luật. Sau khi lấy bằng cử nhân, nàng còn phải học thêm một năm nghề luật sư và một năm tập sự. Thời gian còn dài, khó thể chờ đợi đến ngày hoàn tất việc học. Nên một hôm, anh nói với Nghi: cưng à, mình lấy nhau nhé. Nhưng em chưa học xong. Thì có sao, trở ngại gì? Ừ nhỉ. Dạ, em đồng ý. Thế là một hai, Truyền đòi cho được mẹ chấp thuận để hai đứa làm đám cưới. Anh biết phải biến cô gái này thành vợ của mình. Kéo dài thời gian chờ đợi, ai biết bất trắc gì sẽ xảy ra. Dù biết Nghi yêu mình, nhưng Truyền cũng quá hiểu tính cách có phần vô tâm, hời hợt của nàng. Có thể làm mọi chuyện thay đổi ngoài dự kiến. Là một chàng trai thực tế, anh không quá đoan chắc vào mọi tính toán chủ quan trong đời. Cái gì cũng cần phải trừ hao và chấp nhận những biến số như trong toán học. Nhưng phải nói rằng, ngày làm đám cưới, Truyền mãn nguyện và ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy Nghi vui tươi, phấn khích, khi nắm tay anh trước bàn thờ gia tiên trong ngày lễ vu quy. Sau khi lấy nhau, chứng kiến chồng vất vả làm lụng kiếm tiền, nhiều lúc Nghi thấy lòng bất nhẫn. Cô hay ôm chặt anh, thỏ thẻ bằng giọng nói đầy cảm xúc: em cảm ơn anh, nhìn anh cực khổ, em thương quá hà. Nghe nói thế là đủ cho anh vui rồi cưng. Bây giờ anh nuôi em, mai mốt em nuôi anh.
Thì không nè. Em hứa mà. Nói vậy thôi, mai mốt em kiếm ra tiền, hai đứa cùng nhau làm giàu, đúng không? Ừ, phải ha. Mấy năm ăn học của Nghi không dài, cũng không ngắn. Ngày cô hoàn tất việc học và cầm tấm bằng luật sư đi xin việc cũng là ngày vui nhất đời với Truyền. Anh đã hoàn thành mỹ mãn lời hứa nuôi vợ ăn học khi xưa. Truyền là mối tình đầu của Nghi. Từ khi dậy thì cho đến lúc trở thành đàn bà, cô chỉ biết có chồng là người đàn ông duy nhất. Anh là chỗ dựa, là món nợ ân tình mà cô đền đáp bằng cả đời con gái. Nghi biết chồng không ngôn tình lãng mạn, không biết nói lời hoa mỹ, thậm chí đôi lúc anh còn không nhớ cả ngày sinh nhật của vợ. Anh chỉ biết chứng tỏ tình yêu bằng những hành động thực tế, bằng công việc miệt mài, bằng những hy sinh thầm lặng. Gần như Truyền không có thú vui riêng tư nào. Suốt ngày đầu tắt mặt tối do hàng đống công việc bủa vây, khiến anh trở nên khô khan, thực tế. Trong nhiều năm, chỉ mình anh cặm cụi làm việc, gây dựng gia đình. Dĩ nhiên, Nghi thừa hiểu đó là niềm hạnh phúc lớn lao và duy nhất của đời anh. Anh yêu Nghi, xem nàng như máu thịt của mình, là trái tim cần phải bảo vệ và gìn giữ. Anh chưa khi nào nghĩ vợ sẽ phản bội. Nhưng anh tin, ngoài kia có rất nhiều cạm bẫy và thú săn mồi rình rập. Để hở ra là có thể bị đánh cắp. Vậy mà, đùng một cái, mọi thứ cứ diễn ra trơn tuột. Tình yêu sâu sắc của chồng đã không ngăn nổi trái tim Nghi đừng loạn nhịp khi gặp Quân. Một luật sư trẻ, điển trai, nhỏ hơn cô đến 4 tuổi. Ngày xưa từng có lần Nghi trêu chọc người yêu: phải chi anh đẹp trai hơn một chút, lãng mạn hơn một chút thì hết sảy. Có thể đó là câu nói đùa, nhưng thật ra nó nói lên thâm tâm cô thực sự muốn điều đó. Có đứa con gái nào không mong đợi một bạch mã hoàng tử đến với mình như trong truyện cổ tích? Nhưng lúc ấy chẳng có hoàng tử nào cả, chỉ có Truyền. Nhưng Nghi không thể đòi hỏi gì thêm, vì chung quanh đâu có ai tốt hơn anh. Quân thì khác hẳn. Anh là một trai đẹp chính hiệu, từ khuôn mặt khôi ngô, nam tính, đến vóc dáng cường tráng nhờ tập thể hình. Phong cách hào hoa, công tử. Lúc mới gặp Quân, Nghi thẳng thốt suýt kêu lên: đẹp trai thế này sao không làm diễn viên nhỉ? Khi được phân công đến trình diện trưởng phòng dịch vụ pháp lý, thì Quân hết sức bất ngờ khi biết sếp mình là một nữ luật sư, dù không quá trẻ nhưng khá thu hút. Với bản chất phong lưu và tài ăn nói, Quân mau chóng tiếp cận và trở nên thân thiết với Nghi trong công việc và cả những dịp ra ngoài cà phê, dạo phố để thư giãn. Khi ở bên Quân, Nghi thấy mình trẻ ra, xinh đẹp và đầy nữ tính. Anh chàng không hề ngại ngùng, sẵn sàng buông lời tán tỉnh khi có dịp. Cái lối nửa đùa, nửa thật, nhưng hiệu quả không ngờ. Chị Nghi đẹp như vậy mà em phải gọi bằng chị thì tiếc thật. Cô trố mắt ngạc nhiên: cậu không chịu gọi bằng chị thì muốn gọi bằng gì? Chị nghĩ sao? Một lần nhìn Nghi trong bộ trang phục quần tây áo sơ mi công sở thì Quân phê bình: hôm nay công ty tổ chức liên hoan mà chị ăn mặc chân phương, không hợp chút nào. Anh ta sáp đến gần, ngắm nghía, xăm soi, rồi trổ tài tư vấn: thân hình đẹp hết sảy, số đo 3 vòng như này
mà diện váy ôm thì phụ nữ trong công ty xếp lớp sau lưng chị hết trơn đó. Rồi đến lúc thấy Nghi trong cái váy đen khoét rộng cổ hôm sinh nhật giám đốc thì Quân không thèm che giấu ánh mắt ngưỡng mộ. Anh nhìn trân trối vào khuôn ngực phập phồng của cô, chép miệng than thở. Chết em rồi, thế này sao không yêu được chứ? Nàng ngượng nghịu gạt đi bằng một câu nói yếu ớt. Nó nhảm hoài hả? Ngó ánh mắt say mê của Quân mà Nghi cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Cái nhìn đắm đuối cứ như muốn lột trần nàng ra giữa chốn đông người. Cô làm sao có kinh nghiệm chống chọi lại với những gã đông răng dạng dày kinh nghiệm tình trường như gã này? Thế mà chẳng những nàng không cảm thấy ghét hay bất mãn những hành động ve vãn khá trắng trợn của Quân, trái lại còn cảm thấy thích thú, vui vẻ vì được khen ngợi, mơn trớn. Lợi dụng lúc được sáp lại ngồi bên cạnh cụng ly, trong lúc mọi người ồn ào nói chuyện không ai để ý, Quân táo bạo vuốt nhẹ cánh tay trần của nàng rủ rê. Lát nữa đi cà phê với Quân nhé. Cảm giác rần rợn kích thích khiến Nghi rùng mình. Nàng giả vờ lắc đầu từ chối. Thôi, chiều tối rồi, còn cà phê nữa thì lúc nào mới về đến nhà? Nhưng Quân vẫn lì lợm, nài nỉ. Sợ chồng la hả? Đồng ý đi Nghi, đi mà. Nàng ngạc nhiên trố mắt. Bây giờ Quân còn dám gọi thẳng tên mình nữa kìa. Thiệt là táo tợn, hết chỗ nói. Cô kiên quyết. Không được, trễ rồi, để lúc khác. Lúc tàn tiệc, Nghi đi rảo bước nhanh như cố chạy thoát khỏi tầm mắt Quân. Cô sợ mình yếu lòng, không cưỡng nổi ước muốn tò mò, cảm xúc mới lạ. Nếu hắn kỳ kèo lần nữa, không khéo nàng sẽ đổi ý. Thực sự tâm trạng Nghi đang xao động, hoang mang khó tả. Nhưng Quân đã biến đâu mất. Có lẽ thấy không được nên gã chuyển hướng sang đối tượng khác. Trong công ty có một bé Thu Ngân mới 20 tuổi, xinh mơn mởn, cứ hay nhìn lén Quân không chớp mắt. Đứng ngoài bãi xe một lúc, Nghi thở dài, thất vọng ra về. Hình như cô thấy tiên tiếc như vừa vụt mất một cái hẹn. Nghi biết mình đã có chồng, không được phép tơ tưởng trai lạ. Nhưng sao hình ảnh Quân cứ mãi ám ảnh trong đầu? Từ ánh mắt đa tình, hai cánh tay vạm vỡ, khỏe mạnh, cả những lời ve vãn như rót mật vào tai, tất cả đều làm cô quên mất chồng đang đợi ở nhà. Thật lạ, mỗi lần đứng cạnh Quân, hình ảnh truyền trở nên nhạt nhòa, không còn muốn hiện hữu trong tâm trí. Chưa bao giờ ý muốn làm chuyện sai trái lại thôi thúc mạnh mẽ đến thế. Dù cố gạt đi, nhưng Quân đang biến thành một hình tượng soái ca, trẻ đẹp ngời ngời, với hấp lực không cưỡng nổi. Nghi! Tiếng gọi bất ngờ làm Nghi giật bắn mình, thoát khỏi dòng suy tưởng hỗn độn. Quân đang chạy xe kè sát bên nàng, không biết từ lúc nào. Hắn nhe răng cười tươi rói. Đang nghĩ gì vậy tỷ tỷ? Tự nhiên nàng thấy một làn gió mát thoảng đến, làm tỉnh hẳn người. Nghi hỏi lại. Đi đâu thế? Chạy theo Quân. Nói như ra lệnh, hắn vọt lên trước dẫn đường. Dường như gã chắc mẩm Nghi sẽ chạy theo mà không thể cưỡng lại. Y như rằng Nghi cứ chạy theo gã trai như bị thôi miên, đến một quán cà phê vườn kín đáo, sang trọng, trong một góc khuất của thành phố. Nàng líu ríu theo chân Quân vào một góc sâu, lùm hoa rậm rạp ở tận cuối vườn. Vừa ngồi xuống ghế thì bất ngờ Quân chồm qua, ôm chặt,
gắn lên môi nàng một cái hôn nồng cháy. Nghi bủng rủng, lả người, không còn chút sức lực nào để kháng cự. Thời gian chậm chậm trôi qua, nàng chìm đắm trong sự đê mê, kích thích, loan tỏa khắp toàn thân, lên đến tận đỉnh đầu. Lúc gã trai buông ra, hắn còn thì thào sát vào tai người phụ nữ. Nghi dễ thương quá hà, Quân yêu Nghi lắm biết không? Vừa nói, hắn vừa mơn man lên má, lên vành tai. Hơi thở phả mạnh khiến nàng run bần bật như một con thằng lằn đứt đuôi sắp ngất đi vì khoái cảm. Quân khoái trá nghĩ thầm, xong bước dạo đầu, chỉ chờ giờ dọn lên ăn nữa thôi. Không ngờ bà chị này cũng dễ quất thế nhỉ. Từ lúc vào quán tới giờ, Nghi gần như phó mặc cho bản năng dẫn dắt. Gần bên truyền 12 năm trời, chưa khi nào nàng biết đến thứ cảm giác rần rợn, kích thích tột đỉnh như thế. Sao Quân có thể làm cho nàng sung sướng đến vậy? Lý trí thì mách rằng Quân đích thị là một gã trai hư. Chắc chắn 100%, chứ chẳng cần phải nghi ngờ, cân nhắc gì. Nhưng sao nàng cứ như bị một lực hút ghê gớm, cứ lao thân vào gã mà không sao cưỡng lại được. Dù biết rằng chỉ có đàn bà hư hỏng mới buông thả cho cảm xúc lôi kéo, nhưng Nghi không biết đường thoát ra. Dường như càng ngày càng sẵn sàng tự nguyện lao vào chỗ chết. Bản năng thấp hèn rền rỉ bên tai, cái thứ chỗ chết này ướt át ngập ngụa, sướng khoái chưa từng được hưởng, sao không thử một lần? Và nàng nhắm mắt lại. Nhưng rồi hình ảnh truyền hiện ra. Anh nhìn nàng với ánh mắt nghiêm khắc, pha lẫn trách móc. Trong vô tình, Nghi kêu lên, không được đâu, không thể được. Cái gì không được? Mình làm về sai rồi, mọi người nhìn thấy. Chẳng ai nhìn thấy cả, ông chồng cù lần của em sao biết chỗ này? Hắn lại tiếp tục gắn lên miệng nàng một cái hôn khác, như cố trấn áp suy nghĩ phản kháng vừa trỗi dậy. Nghi lại rũ người ra vì cơn khoái cảm đang rùng rùng kéo tới. Nàng rên rỉ, em sợ Quân ơi. Tiếng Quân vang bên tai, nghe hấp tấp, vội vã. Đừng sợ Nghi à, hay mình đi chỗ khác nhé. Nàng mơ màng hỏi lại, đi đâu? Khách sạn. Đến đó chúng ta sẽ yêu tới bến luôn, mà chẳng sợ ai. Đột nhiên một chút tia sáng yếu ớt còn sót lại lóe lên trong đầu. Nghi có bật dậy, nhìn đồng hồ, rồi hốt hoảng kêu lên, trời ơi, hơn 10 giờ đêm rồi. Nhìn màn hình điện thoại mà nàng tắt chuông từ chiều, gần 10 cuộc gọi nhỡ của truyền trong suốt 2 giờ qua. Nghi hấp tấp đứng dậy, nàng nói lắp bắp như vẫn còn trong cơn mộng du. Không được, Nghi phải về, chết rồi, trễ quá rồi. Và nàng loạng choạng bước nhanh ra cổng. Quân vẫn ngồi yên mỉm cười mà không đuổi theo. Hắn chắc mẩm, mình đã nắm trọn con mồi này trong lòng bàn tay. Việc chiếm đoạt thân xác người đàn bà khác tình chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Trên đường về, gió đêm lành lạnh làm Nghi tỉnh táo và cảm thấy lo sợ nên càng cho xe phóng nhanh hơn. Khi dừng trước cổng nhà thì đã là 11 giờ 15 phút. Truyền mở cổng kèm theo câu hỏi đầy giận dữ. Em đi đâu? Tại sao anh gọi mà không bắt máy? Em có nói rồi mà, tiệc sinh nhật sếp, tại vui quá nên ai cũng về trễ. Với lại em lỡ tắt chuông. Anh đẩy vợ vào đứng trước tấm gương lớn nơi phòng khách. Hãy nhìn đi, sao son môi nhòe nhoẹt thế này? Nghi tái mặt khi nhìn thấy môi lem luốc và vết son đỏ hoen cả ra một bên má. Nàng thầm kêu lên, trời ơi, sao mình lại bất cẩn thế này. Nàng bối rối chống chế,
Tại em uống nhiều quá, hơi say, nên lấy tay quẹt lên miệng mà không hay. Nhìn ánh mắt nảy lửa của chồng, Nghi biết anh không tin chút nào về lời chống chế vô lý của mình. Nhưng Truyền chỉ lắc đầu. Anh lẩm bẩm một cách chán nản. Em đang từ từ thay đổi rồi đó Nghi à. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời anh. Nghi nghĩ thầm, có lẽ không nên nói thêm gì nữa. Chứng cứ ràng ràng kia thì chối kiểu gì. Nàng im lặng, vội vã đi nhanh vào phòng tắm. Gần một giờ sau, lên phòng ngủ. Đi ngang phòng làm việc, Nghi nhìn thấy chồng ngồi yên lặng hút thuốc và nhìn ra cửa sổ. Khá lâu rồi mới thấy Truyền cầm điếu thuốc trên tay trở lại. Cô lặng lẽ nhón gót, nhẹ nhàng đi về phòng ngủ. Những ngày sau đó là cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng. Không ai nói với ai câu nào. Thậm chí chiều về đến nhà, Nghi cũng ít thấy mặt Truyền. Anh ở riệt trong phòng làm việc và đóng cửa im ỉm. Cho đến ngày thứ ba, trước khi đi làm, Nghi xách vali đến gõ cửa phòng làm việc để gặp Truyền. Anh mở cửa, mệt mỏi nhìn vợ chờ đợi. Nghi nói nhỏ nhẹ, em đi công tác một tuần. Anh ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng. Tuần sau em về. Để làm gì? Bọn em phải xử lý một vụ án ở tỉnh. Đi với ai? Em đi cùng vài luật sư phụ tá khác trong công ty. Anh lẳng lặng quay vô và không hỏi thêm gì nữa. Trong thâm tâm, Nghi rất hối hận việc mình làm. Lý trí cho nàng biết mình đã sai khi có hành vi phản bội. Ngay cả khi tự lý giải về mặt tình cảm, chính Nghi cũng biết mình vẫn yêu chồng. Truyền là một cái gì đó thuộc về khuôn khổ đạo lý mà nàng không được xé rào, làm vấy bẩn. Mấy nụ hôn hôm trước với Quân là một thứ tội lỗi quá lớn, không dễ gì gột sạch. Nhưng Nghi khốn khổ khi nhận ra Quân là một thứ ma túy, độc dược, sẽ tàn phá đời nàng. Nhưng lại không có cách tránh xa hay phòng bị. Nàng như một con nghiện, muốn cai, nhưng vẫn không thể làm chủ bản thân. Thật ra, chuyến công tác này chỉ gồm có hai người là nàng và Quân làm phụ tá, và do sếp chỉ định. Điều đó khiến Nghi thở phào, vì ít ra đây không phải là một cuộc hẹn hò do nàng hay Quân chủ động. Nghi tự nhủ sẽ không để chuyện gì xảy ra, vì nàng không muốn phạm tội lần nữa. Kết quả hết sức mỹ mãn. Nghi và Quân đã giúp thân chủ chiến thắng trong một vụ kiện, mang lại cho công ty thêm tiếng tăm và uy tín. Hơn nữa, trước khi lên đường, Bình Nguyên đã hứa thưởng riêng cho luật sư phụ trách một món tiền lớn nếu thắng kiện. Trong mấy ngày ở chung khách sạn, rất nhiều lần Quân gõ cửa phòng vào lúc đêm khuya. Nhưng Nghi quyết tâm không để bản thân bị sa ngã, khuất phục. Chính anh chàng Đông Doanh cũng lấy làm lạ khi thấy Nghi lại có thể giữ vững được sự cứng cỏi lâu đến thế. Ngay lúc bắt đầu chuyến đi, chính Quân đã khấp khởi mừng thầm vì tin chắc mình sẽ được sơi tái nàng luật sư xinh đẹp trong vài ngày tới. Nhưng ngày mai đã hết đợt công tác mà anh ta vẫn chưa sơ muối được gì. Chiều ngày cuối, lúc còn ở sân tòa án, Quân rủ rỉ nói với Nghi, tối nay đi nhà hàng thư giãn nhé. Không. Tại sao? Thật là phí à. Ngủ sớm, mai còn về Sài Gòn. Nhưng đúng là trời không phụ kẻ gian manh. Chính gia đình thân chủ đã chuẩn bị một bữa tiệc long trọng để đãi các luật sư trong tối hôm đó. Sống ở đời, đừng bao giờ khởi sự chuyện mình không muốn. Nếu lỡ bắt đầu thì khó lòng kết thúc. Bữa tiệc kéo dài và vui vẻ đến nỗi
ai cũng say khướt. Cơ hội trời cho, làm sao Quân không chợp lấy? Hơn nữa, tất cả sự kiên quyết mấy ngày qua chỉ là nỗ lực tự lừa dối bản thân của Nghi. 5-6 đêm liền nằm một mình trong khách sạn, Nghi chỉ ao ước phải chi Quân tự mình mở cửa để đến với nàng. Nàng muốn được thỏa mãn nhưng không đủ can đảm đối diện với sự khiển trách của lương tâm. Lúc Quân dìu Nghi từ trên taxi bước xuống đi về phòng, vừa ôm dính nhau xà nẹo, hắn vừa không bỏ lỡ cơ hội ôm ấp sờ soạng người đàn bà đến tận giường ngủ. Trong cơn say mờ mịt, Nghi không còn tự chủ nên để mặc cho Quân quờ quạng. Hắn khoái trá lột bỏ váy áo, vừa chiêm ngưỡng tấm thân trần trụi quyến rũ của nàng. Sau đó đặt Nghi nằm sóng xoài trên giường, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh nàng khỏa thân trong nhiều tư thế gợi dục mà hắn có thể nghĩ ra được. Sau khi chụp chán chê, Quân đặt chiếc iPhone vào vị trí mà hắn nghĩ có thể ghi lại toàn cảnh cuộc mây mưa sắp diễn ra. Sau này, khi có cơ hội xem lại đoạn phim con heo, Nghi quá sức kinh hoàng, không thể hiểu được tại sao mình lại có thể làm tình cuồng loạn theo cái cách mà 12 năm qua chưa từng thực hiện với chồng. Trong cơn say, Nghi hợp tác đắc lực với Quân, sẵn sàng đáp ứng tất cả những đòi hỏi dâm dật của hắn. Nàng quằn quại, rên la bằng thứ ngôn ngữ tương tự như của loài mèo trong những đêm trăng động dục. Còn Quân thì thống khoái mãn nguyện với tất cả hành vi bỉ ổi của mình. Với một người đàn bà đẹp và hấp dẫn như Nghi thì không thể chỉ một lần là đủ. Từ nay, gã đã có vũ khí hữu hiệu để khống chế, bắt nàng phải đáp ứng nhu cầu sinh lý bất cứ khi nào gã muốn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nghi mơ hồ nhớ lại cảnh tượng tưng bừng khoái lạc vừa diễn ra đêm rồi, nhưng không sao hình dung ra nổi một cách mạch lạc, chi tiết. Toàn thân rã rời, ê ẩm và mỏi mệt như vừa trải qua một cuộc chạy đua marathon. Nhưng điều kỳ lạ nhất, khi thức giấc là nàng vẫn mặc bộ đồ ngủ của mấy đêm trước và nằm ngay ngắn trên giường với mền gối được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Khi Quân sang gõ cửa phòng thúc giục ra về, hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra, càng khiến Nghi thấy nghi hoặc, hoang mang, khó hiểu. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu mà thôi. Cảm giác nhớp nháp của cơ thể đã nói lên việc vừa trải qua một cuộc mây mưa không hề ngắn ngủi. Vì dẫu sao, trong ký ức mơ hồ vẫn nhớ lại được những hình ảnh cuồng loạn đứt quãng. Nàng nghĩ thầm, tốt nhất là nên uống ngay một viên tránh thai khẩn cấp để phòng ngừa hậu họa. Chỉ ghét một điều, tại sao Quân cứ giả vờ ngây thơ vô tội để làm gì? Thậm chí nhìn vẻ mặt cười cợt đểu giả của hắn trong lúc ăn sáng càng khiến Nghi bất ngờ sôi lên cơn giận dữ. Trên đường về, Quân tỏ ra khá ân cần, chu đáo. Hắn chăm sóc Nghi như đối với một người tình, khiến cô cũng thấy dịu lại nỗi băn khoăn. Thôi kệ, hắn vờ vịt thì mình cũng phớt lờ. Hơn nữa, đường xa, cơn mệt mỏi chưa dứt nên nàng nhanh chóng ngủ vùi không lâu sau đó. Về đến nhà, Nghi ngạc nhiên thấy cửa khóa ngoài. Có lẽ truyền đi công việc đâu đó. Nàng tắm rửa rồi vô giường nằm. Cơn mệt mỏi thấm vào người khiến nàng chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Bất chợt, nàng nhớ lại cuộc mây mưa tối qua. Rõ ràng Quân giày vò nàng cả đêm. Sao lại có người khỏe thế nhỉ? Cứ như cơn hứng tình của hắn cứ đến liên tục, không ngừng nghỉ. Dù say mềm, nhưng Nghi không thể quên được cảm giác tột đỉnh cứ ập tới.
như con thủy triều tràn bờ. Sóng sau tràn lên, ập vào cơn sóng trước, liên miên không dứt. Thứ khoái cảm rụng rời đó không thể tan nhanh. Nó cứ khiến nàng như trôi lềnh bềnh trên mây cả ngày hôm nay. Đi cái chặng đường dài, về đến nhà rồi vẫn chưa dứt. Đột nhiên Nghi mỉm cười khó hiểu. Nàng lại có ước muốn thèm quân chạm vào người ngay bây giờ. Bất giác nàng thở dài, nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Hình như Nghi đã quên mất rằng suốt tuần nay nàng chỉ nghĩ về chồng không tới 2 lần. Nhưng mới sáng hôm sau, vừa vào đến công ty thì nàng đã thấy Quân ngồi ở bàn bên cạnh. Sao gã này đến sớm thế nhỉ? Vừa trông thấy nàng, hắn nhe răng cười vui vẻ. Quân dùng điện thoại để nhắn tin trò chuyện. Nghi khỏe không? Khỏe. Sao Quân tới sớm thế? Vì nhớ Nghi quá hà. Xạo vừa thôi. Thật, chiều nay gặp nhau nữa đi. Thấy Quân đòi gặp nhau, Nghi khựng lại vì bất ngờ. Mới vừa đây, giờ lại đòi nữa. Nàng bấm trả lời. Không được, hôm nay Nghi phải về sớm. Từ lúc đó, hắn im lặng luôn, không nhắn nữa. Nàng cười thầm nghĩ trong bụng, chắc thằng nhóc này giận lẫy rồi. Nhưng chưa được 15 phút, đang ngồi đánh mấy thứ văn bản báo cáo, thì điện thoại nàng rung lên, báo có tin nhắn. Nghi lẩm bẩm. Chèo kéo gì nữa đây? Nhưng không, mặt nàng sa sầm xuống vì hoảng vía. Một tấm ảnh chụp Nghi trần truồng, nằm sải hai tay hai chân trên giường khách sạn. Kiểu nằm tên hên khiến nàng choáng váng, muốn ngất xỉu. Nhưng ngay tiếp liền, Quân gửi qua thêm một tấm nữa. Lần này, ngoài tư thế khỏa thân, còn có một bàn tay Quân, chắc chắn là của hắn, đặt trên ngực nàng. Còn tay kia, hắn xòe hai ngón hình chữ V, đắc thắng. Đang kinh hoàng vì hành động bất ngờ này, Nghi có cảm giác như bị ai đó giáng một gậy vào đầu. Mắt nàng hoa lên, còn cổ họng khô khốc. Quân nhắn tiếp, lần này dài dòng hơn. Còn khoảng 20 tấm nữa, hấp dẫn hơn nhiều. Và một video clip dài cả tiếng, còn hay hơn phim GAV nhiều nhé. Hiểu vì sao anh nhớ em chưa? Nghi giận dữ nhắn lại. Đồ tồi bại, khốn nạn. Đừng có chửi nhé. Chiều nay gặp nhau ở khách sạn Hoàng Dung lúc 5 giờ. Anh thèm em lắm rồi. Cậu muốn gì? Nhưng hắn không thèm trả lời và đứng lên bỏ ra ngoài đi công việc cho giám đốc. Kể từ lúc ấy, Nghi không sao làm được việc gì nữa. Nàng vừa nhận ra rằng cuộc đời mình đã bị thằng khốn nạn ấy nắm gọn trong lòng bàn tay. Tại khách sạn chiều hôm đó, Quân ra lệnh cho Nghi vừa xem phim vừa thực hiện lại các động tác y chang như trong video clip mà hắn phát lên TV. Nàng vừa khóc vừa làm theo, vì nếu cãi lại, gã biến thái hăm dọa sẽ gửi đoạn phim này lên các trang web người lớn nổi tiếng trên mạng, và dĩ nhiên là cho cả truyền nữa. Bây giờ thì không có khoái cảm hay thăng hoa gì nữa hết, chỉ còn nỗi kinh hoàng và uất hận tràn ngập tâm hồn. Nghi ước gì có thể đâm chết thằng khốn này mới thỏa cơn điên giận. Quân giày vò người phụ nữ suốt mấy tiếng đồng hồ. Nàng tơi bời hoa lá như vừa bị một trận bạo hành cực kỳ tàn tệ. Đến 8 giờ tối mới để cho Nghi ra về. Hắn nói bằng giọng điệu hết sức đãi bôi. Quân yêu Nghi lắm mới làm như vậy, hiểu không? Nàng im lặng mà nước mắt chảy ràn rụa. Hắn bất ngờ chuyển sang đề tài khác.
chuyến công tác vừa rồi Nghi được thưởng tới 200 triệu, phụ tá như Quân mà chỉ có 50 triệu, vậy là bất công. Quân muốn ngày mai Nghi phải chuyển cho Quân 100 triệu nữa thì mới công bằng. Nghi uất ức la lên: tống tình rồi còn tống tiền nữa hả? Đừng có quá đáng nha. Gã trai lạnh lùng nói: tùy thôi, cứ không chuyển đi thì biết, đây không có ép. Chạy xe ngoài đường, không khí trời đêm làm Nghi tỉnh táo. Nàng suy nghĩ đến tấm thân hoang ố của mình mà cảm thấy nhục nhã, uất hận tràn ngập. Suốt 12 năm trời chung sống với Truyền, chưa khi nào chồng nàng giày vò hành hạ vợ như một món đồ chơi giả rách. Anh nâng niu vợ như một thứ gia bảo quý giá dễ rạn vỡ. Chẳng lẽ Nghi không thấy được điều đó hay sao, mà lại để cho một tên vô lại vùi dập dễ dàng đến thế? Nàng có còn xứng đáng gì nữa mà đòi níu giữ gia đình? Nếu biết được sự phản bội này thì chắc chắn Truyền sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng chẳng thà vậy còn hơn phải làm nô lệ tình dục cho đến hết đời. Cũng không thể xúc phạm Truyền nhiều hơn nữa. Phải làm gì đó, chứ không thể để mặc cho hắn tùy tiện nhấn chìm cả hai vợ chồng xuống bùn đen. Nàng khóc hu hu như chưa từng được khóc. Lẽ ra chiều nay nếu suy nghĩ kỹ hơn thì nàng phải hoãn binh, chứ không nên vào khách sạn để hắn tiếp tục giày vò làm nhục mình. Nhưng đã muộn hết rồi, tự gây ra thì phải tự gánh chịu, còn than trách nổi gì. Nghi nhìn đồng hồ, mới chưa tới 9 giờ đêm. Nàng dừng hẳn xe lại để nhắn tin cho Quân: sếp mới chuyển tiền cho Nghi rồi. Chưa đầy 5 phút sau đã thấy hắn nhắn lại: ồ, may quá, thế thì chuyển tiền cho Quân đi. Được, nhưng lát nữa đã. Là sao? Quay trở lại khách sạn, nhớ mua rượu và thịt nguội hay gà quay gì đó. Nghi muốn đêm nay ăn mừng overnight luôn. Dám chơi không? Trời, chơi luôn chứ sợ gì. Nhưng lát nữa nhớ chuyển tiền nha. Biết rồi mà. Nghi mở ví, nàng kiểm tra lại bộ dao nhíp nhiều lưỡi rất xịn của Thụy Sĩ, luôn nằm gọn trong đó. Hơn 30 phút sau, cả hai lại có mặt trong một căn phòng khác, khang trang hơn, theo lời yêu cầu của Quân. Gã nhìn Nghi, cười nhăn nhở: bắt đầu ghiền rồi phải không nè? Quân làm Nghi sướng quá hà. Câu nói của nàng khiến Quân khoái chí, cười tít mắt. Gã ôm chầm lấy nàng, rồi đặt lên môi một nụ hôn ướt át. Nghi cũng nhiệt tình đáp lại, khiến gã trai rên lên: trời ơi, cứ như vậy ngay từ đầu có phải đã hơn không? Quân hấp tấp định cởi quần áo Nghi, nhưng nàng vội ngăn lại: ăn đã, Nghi đói rồi, còn cả đêm lận. Quân mua gì thế? Quân mua gà quay, bánh mì và cả một chai vang nữa nè. Ok không? Quá có lý, chúng ta ăn thôi. Trong lúc nâng ly, Nghi làm bộ xem điện thoại, rồi kín đáo bật ghi âm. Nàng vừa vô tư dò hỏi: đêm trước trong khách sạn Nghi say quá chả nhớ gì. Say mềm người ra rồi, Quân cởi váy rồi chụp hình tá lả mà Nghi chẳng biết gì hết. Chụp chi vậy? Kỳ quá hà, Nghi không thích. Cơ thể em ngon quá trời, không chụp uổng. Lại còn quay phim nữa, làm vậy là xúc phạm người ta, lỡ lọt ra ngoài thì chết Nghi. Lọt sao được, tất cả nằm gọn trong chiếc iPhone này, yên tâm đi hen. Cho Nghi hỏi câu cuối thôi. Quân định dùng hình ảnh và clip nóng đó khống chế Nghi suốt đời hả?
Lúc đầu thì phải vậy thôi. Nếu em biết nghe lời như bây giờ nè, thì sao gọi là khống chế? Ừ, cũng phải ha. Mà thôi, hỏi nhiều quá hả? Nằm xuống cho Quân yêu lần nữa, rồi ngủ hen. Sao ngủ sớm vậy? Còn cả đêm lận mà. Chờ tới sáng đi. Ôi trời đất ơi, sức người có hạn chị hai. Biết bao nhiêu chập rồi chưa? Quân muốn hết hơi rồi nè. Gã trai hăm hở vật nghi xuống giường. Nhưng đúng như lời gã nói, lần này chỉ được có vài phút thì hắn đã lăn qua một bên, rồi nằm vật ra thở dốc. Nàng nhìn Quân cười chế giễu. Coi kìa, vậy mà nói hay lắm nhỉ. Mấy ngày nay em vắt cạn anh rồi cưng à. Chẳng bao lâu sau, cơn mệt mỏi vì vừa trút cạn sinh lực, lại có men của gần cả một chai rượu vang, nên Quân nằm thẳng cẳng, ngáy khò khò, không còn biết trời trăng gì nữa. Nghi lặng lẽ bước xuống giường, nàng mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi tịch thu chiếc iPhone của Quân nhét vào túi quần. Sau đó, lấy bộ dao nhíp từ trong túi xách ra, bật cái lưỡi dài nhất 12 cm, bén ngót, lóe sáng dưới ánh đèn. Nàng nhìn xuống hạ bộ của Quân, rồi bằng ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm, có pha lẫn sự kinh tởm không giấu giếm. Rồi bằng động tác dứt khoát, một tay cầm cái vật đáng chết kia lên, còn tay kia xén mạnh một nhát, ngọt xớt, như người ta cắt đôi thỏi xúc xích. Một tiếng thét đau đớn vang lên, rền rỉ trong đêm khuya thanh vắng. Cả khách sạn gần như bị đánh thức, làm kinh động bất ngờ. Tiếng người xôn xao, chen lẫn tiếng chân chạy nhốn nháo. Nghi thủng thỉnh đi xuống lầu, rồi ngồi vào một chiếc ghế gần quầy tiếp tân, lạnh lùng nhìn quang cảnh lộn xộn đang diễn ra trước mắt. Nàng bình tĩnh đợi cảnh sát tới để đầu thú. 2 tháng sau, truyền đến thăm Nghi trong trại tạm giam. Phải đến lần thứ 3 nàng mới chịu cho anh gặp mặt. Nhìn diện mạo hốc hác của chồng, nàng rơi nước mắt. Anh không ăn uống cho đàng hoàng sao? Nhưng anh không trả lời, mà chỉ hỏi lại. Em có khỏe không? Dạ em khỏe. Anh sẽ lo cho em, đừng quá lo lắng. Anh à, cứ bỏ mặc em đi anh. Em đáng chết, chẳng có xứng đáng gì với anh đâu. Truyền nhìn thẳng vào mắt vợ, nói rõ từng lời. Em rất đáng tội, nhưng em đã sửa chữa sai lầm. Anh tha thứ cho em. Chỉ có điều... Điều gì hả anh? Anh không hiểu sao em lại đối xử với anh như thế. Em xin lỗi anh, nhưng anh không cần phải tha thứ cho em đâu. Không em à, anh sẽ tha thứ vì anh là chồng em. Để em phạm sai lầm, có một phần trách nhiệm của anh. Chỉ có điều hơi đáng tiếc. Là chuyện gì thế? Cái thằng khốn nạn đó lành rồi, người ta đã kịp nối lại cho nó. Trời ơi, phải biết vậy đêm đó em bỏ vào bồn cầu rồi giật nước thì xong đời nhỉ. Nhưng vậy thì cũng ác quá, vì bây giờ dù có nối lại cũng đâu còn sử dụng được như xưa. Nhìn gương mặt chồng giãn ra khi cười, Nghi rớt nước mắt. Em thương anh lắm anh à, em xin lỗi anh. 3 tháng sau, trong phiên tòa hình sự, xử Nguyễn Thị Xuân Nghi về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, với hình phạt 2 năm tù. Nàng không băn khoăn lắm về thời gian đền tội, mà chỉ buồn về việc không thể hành nghề luật sư được nữa vì đã có tiền án. Hơn thế nữa, Nghi còn chưa biết phải đối diện thế nào với chồng sau khi mãn hạn. Nhưng dù sao,
Đó cũng là cái giá phải trả cho sự ngu dại, thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng nỗi đau không đáng có trong lòng Truyền chắc chắn sẽ dai dẳng, kéo dài lâu lắm.